Ây da, giờ vẽ chữ sao cho nó nổi lên ta? Không lẽ xài bút xóa? Trời ơi, làm cái gì mà phức tạp quá vậy? Lần sau đừng có làm vậy nữa nha. Để tôi bày một lần thôi đó. Đầu tiên tìm một cây bút bi hết mực hoặc là một vật nhọn như cây bút chì kim không có ngòi như thế này nè. Viết chữ mình muốn lên đó trước. Viết nhẹ thôi chứ không là rách giấy đó nha. Sau đó dùng chì tô lên phần chữ đã viết là tự nhiên cái chữ đó nó xuất hiện luôn. Áp dụng đi tán grid là cũng ra gì đó nha. Còn vẽ tranh thì nó sẽ trông như thế này nè. Được phết đó nhờ. Trời ơi, hay dữ chưa? Vậy mà bữa giờ không chỉ. À, còn cái nữa. Cái cọ nước nè, mới mua mới sạc 5 năm trời à, mà nó tè ngòi nè, giờ xử lý làm sao? Tưởng cái gì, đơn giản. Đầu tiên là hãy rửa cọ với vòi nước để cọ ngậm một lượng nước nhất định. Sau đó dùng cục xà bông tắm hoặc là cục Lifebuoy vuốt cây cọ như thế này nè. Đến khi nào cọ hết toe là được rồi. Sau đó là xài như bình thường thôi.